Chiều thứ Tư 23 tháng 10 vừa qua, Hội chuyên gia Mỹ gốc Á tại Seattle, trong đó có nhiều hội viên là các chuyên gia gốc Việt, hiện làm việc trong nhiều công ty lớn trong vùng, cùng với sự hỗ trợ của báo chí và truyền hình Việt ngữ, đã hưởng ứng buổi trò chuyện của nhà văn, cựu chánh án Dương Như Nguyện khi tiếp xúc cùng bạn trẻ. Phần hỏi và đáp với thành phần cử tọa ấm cúng tại nhà hàng Thăng Long Seattle. And I also want to thank Dr. Nguyễn Xuân Dũng of the president of the Tacoma Vietnamese community, Thanh Phan, who's also Emmy winning reporter in Idaho and in Portland. Và mục đích là để mang tiếng nói của Nguyện đến cho thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba và cho những vị và tất cả trong dòng chính. Em cũng xin lỗi quý vị là vì Thành nói tiếng Việt không có rành lắm, cho nên hôm nay Thành xin nói bằng tiếng Anh. You're the first Vietnamese American to be appointed to this very prestigious position. Can you tell us the story of how that happened? What was your path to get to that point? Yes. Những câu hỏi, vấn đề trở ngại ngôn ngữ và tri ân nền giáo dục học và hạnh của thời Việt Nam Cộng Hòa từ trước 1975. Những câu hỏi của các bạn trẻ quan tâm đến niềm hãnh diện về cộng đồng đang theo đuổi học ngành luật. Sau cùng là phần ký sách kỷ niệm của tác giả Dư Như Nguyện với quan khách tham dự. Thì câu hỏi của tôi hôm nay là không biết với cái kiến thức và cái hành trang mà chị đã thu lượm được trong trường trung học và trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó là đã giúp cho chị nhiều không trong cái bước đường thăng tiến ở đất nước Hoa Kỳ này? Thì cái điểm mà Nguyện tri ân thế giới học đường ở Việt Nam là cái vấn đề nó tạo ra hoàn cảnh cho mình được giữ gìn văn hóa, mà cái đó là tự động, không cần ai phải nói cho mình. Mà nếu mà cha mẹ nói thì có nhiều khi con cái cũng không nghe, nó đi ngược lại những cái mình nói. Nhưng nếu mình đã được sinh trưởng và lớn lên trong cái chế độ giáo dục của Việt Nam ngày xưa thì cái kỷ luật nó đến một phần của mình, thì điều đó là cái mà Nguyện ghi ơn ở cái hệ thống giáo dục của Việt Nam. Đi học 7 năm trung học ở Việt Nam nó đem lại cho mình cái căn bản để mình hiểu cái văn hóa của mình, văn hóa và lịch sử. Mỹ nó không dạy mình Đinh Lê, Lý Trần, Lê Nguyễn. Cái điểm mà cái thế hệ của mình có và các thế hệ đi sau có thể không có. Cô thì giỏi văn rồi, thì võ cô có giỏi không? Trẻ lại được thì sẽ đi học võ. Mình không giỏi cái võ bình thường thì mình chỉ có thể đào luyện được một thứ võ, đó là võ mồm. Lần đầu tiên, tại vì mới mở cửa có 4 tuần. 4 tuần lễ thành ra rất là hân hạnh kính chúc quý vị được một đêm thật vui và đón tiếp một vị giám thật có tài. Phạm Hoài Hương và Bảo Đôn, thông tấn viên người Việt Tây Bắc và truyền hình SBTN, tường trình từ Seattle.